Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yếm Thanh Bãi, 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép quay test nhanh bộ Onkyo 92 MLTD. Phiên bản hôm nay khá đặc biệt bởi vì nó có thêm một cái thớt Equine. Equine thì nó thêm cái phần đèn nháy rất là đẹp đúng không ạ? Thì bộ này em xin phép là gửi anh Tú ở Thanh Xuân, Hà Nội. Đấy, bộ này thì nó về cái phiên bản loa theo yêu cầu của anh là phiên bản D202A25 mã LTD. Đấy, và bốn thớt của nó đây anh nhá. CD này, Equine này, con này có chỉnh Equine đèn nháy, đèn nước rất là đẹp. MD em đang test giải mã DAC này, với cả âm ly của nó. Thì về anh có thể ghép thêm một đôi loa nữa ở cổng VB và mình chỉnh siêu trầm để bát chép khi mà mình gạt về phần ton. Còn nếu mà anh muốn dùng cái Equine thì anh chuyển về phần processor giúp em, thì mình mới chỉnh được Equine từng tần số này. Đấy, anh sang trái sang phải từng tần số, sẽ anh lên xuống để mình chỉnh theo hình chữ V cũng được, hoặc là chỉnh theo tai của anh thì tùy. Nó có thêm các kiểu đèn nháy ở đây cũng rất là đẹp nhá. Đó, đèn lưu đỉnh này đẹp nhất này. Rồi còn khi mà về thì có bất kỳ câu hỏi hoặc là hướng dẫn gì thêm thì anh cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại là 0912906897, thì anh có thể gọi Zalo thì em sẽ hướng dẫn anh cắm giải mã DAC, hoặc là anh có thể giải đáp những cái thắc mắc của anh nhá. Rồi ok, hôm nay thì em sẽ quay test nhanh với cả cái đĩa Thúy Hà. Đĩa này thì rất là hay, nhạc vàng, thể loại mà anh thích đây. Em sẽ thử bài số 7 hai vì sao là. Bộ này loa gỗ thịt rất là đẹp anh nhá. Đó, e căng này, e căng Onkyo này, loa gỗ thịt vỏ còn rất là đẹp, tương đối là mới. Những bộ này mà về cửa hàng em phải gọi là trên 90% rồi. Máy móc bảo hành riêng nguyên bản, và con này điện 100V, anh nhớ là về cắm điện qua cái loa đổi nguồn điện giúp em. Bây giờ thì mời anh em cũng như là anh cùng đeo tai nghe để mình thưởng thức cái chất âm bộ này trước khi nó về nhà chồng nào. Bác nào muốn đặt hàng những cái bộ Onkyo giống như này thì cũng có thể liên hệ số điện thoại dưới màn hình luôn nhá. Người về một mùa thu gió heo mây, về đâu có nhớ chăng những vì sao mong manh, đưa tiễn người một đêm không lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kết gió trắng làm ướt áo vai người về chiều mưa hay nắng, sao để mới làm chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ để bên vắng con đò buồn mong người người hay chăng. Trời xanh xanh người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người làm ta
lòng thương nhớ ai nhiều. Thử tắt đi quay này. Để tắt đi quay này. Đây là nghe mộc đấy. Em bật đi quay lên nhá. Người về đâu nhớ ta chăng. Tắt đi này. Tắt đi. Người ơi. Bật lên này. Môi lá khô rơi làm ta bóng. Lòng thương nhớ ai buộc đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi nghe trăng thu ơi để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai buộc đi âm thầm lòng buồn như chiều rơi sau đi cả nhà nhá, em đang quay test thì có anh khách anh vào anh mua đĩa. À, bây giờ em lại quay tiếp đây. Rồi, dòng nhạc vàng Bolero thì đúng là sở trường của em Onkyo này luôn. Âm chép của nó phải nói là sáng nhuyễn. Và đặc biệt là em rất thích cái phần bass của bọn Onkyo này. Nghe thì nó mềm mại, nó sâu lắng ấy. Thì mình phù hợp nghe những cái dòng mà nhạc nó nhẹ nhàng và nó trữ tình như này. Và bây giờ thì em xin phép sẽ quay đằng sau bộ này và kết thúc video luôn. Thì bác nào mà có nhu cầu đặt hàng những cái bộ Onkyo 922LTD cũng như là những cái dòng dàn Nhật, dàn Trung cao cấp khác như là Đờ Nông 795L hoặc là Kenwood 7002502 thì cứ liên hệ số điện thoại của bà chủ Yến là 0934683013 và địa chỉ cho bác qua xem hàng là 197 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội ạ. Còn đây là phía sau của bộ Onkyo ngày hôm nay. Bộ này thì anh ấy nhìn kỹ cái model loa nhá, D202A25 mã LTD 80W một loa này, trở kháng 5 ohm này, hai loa trùng series với nhau này, đây đó, made in Japan hết. Với cả đằng sau các thớt thì em sẽ cắm sẵn như này hết rồi này, mỗi thớt là có một cái dây AV nó nối xuống cả cái âm ly đấy. Về thì anh cứ lưu ý giúp em là mình dùng cổng nào bật cổng đấy. Với cả con này có thể đấu thêm một đôi loa nữa ở cổng B còn lại này. Dây loa đây anh về nhớ là đấu hết xong dây rắc xong rồi thì mình hãy cắm điện đó. Và trong quá trình sử dụng có bất kỳ câu hỏi gì hoặc là hướng dẫn gì thêm anh cứ alo cho em thì em sẽ hướng dẫn, mình gọi Zalo cho nhau đấy, thì em hướng dẫn gọi hình cho anh cho nó dễ và trực quan hơn nhá. Đây dây cắp quang em cắm sẵn rồi này, ở cổng cắp quang 1 này, các dây AV cắm sẵn và tí nữa em tặng anh thêm một cái dây điện thoại ở cổng line 1 nữa thôi, cứ lưu ý cắm đúng điện 100 cho em là được.